Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Thì hôm nay trên tay của mình đang có một mẫu giày mới phát hành của nhà Nike. Đó là mẫu Air Jordan 1 Mid nha các bạn nhé. Thì cái phiên bản này nó là cái phiên bản mình thấy là sự phối màu nó khá là đẹp. Giá thì khoảng 4 triệu thôi, khoảng hơn 4 triệu một chút thôi là các bạn có thể sở hữu được. Tuy nhiên thì giá thị trường có thể dao động cao hơn một chút. Thì các bạn có thể liên hệ mình để được cái biết cái được cái giá tốt nhất nhé các bạn nhé. Thì cái phiên bản này nó được phối kết hợp hai loại da, đó là da lộn. Đó, nó được phối kết hợp da lộn. Cái mình thấy chất lượng da lộn này khá là tốt nhé. Cái phần da da trơn của nó thì nhìn cũng khá là ok. Và cái phối màu của nó là màu xám của da lộn và màu trắng xanh, xanh green ấy. Đó, cái đế nó cũng màu xanh luôn nha các bạn nhé. Thì đây là một cái phiên bản mà cái này thì lại có cái biểu tượng Jordan ở đây. Nhìn khá là đẹp. Thì cái đôi giày này thì bên mình vẫn đang nhận order từ size 41 trở lên. Một số size khác thì các bạn có thể inbox mình để biết được cái giá tốt nhất. Thì thời gian order khoảng 2 ngày thôi. À hạ quên, 2 tuần thôi. Khoảng 2 tuần là các bạn có thể có giày rồi, kể từ ngày cọc. Đó, khá là đẹp. Bên mình là order chính hãng của Nike Japan nên là sẽ có tem Nhật thì nhá. Đó, cái tem Nhật này thì các bạn yên tâm. Ok, bên mình thì hàng luôn lúc nào cũng là cam kết chính hãng và bao check và hoàn hai lần tiền nếu mà phát hiện là hàng có vấn đề nhé bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Thì qua đây bạn nào có nhu cầu muốn order những đôi giày chính hãng của Nike, Adidas, vân vân thì có thể liên hệ với mình theo cái đường link mô tả bên dưới. Mình là Công Tokyo. Xin cảm ơn các bạn. Đây là một đôi giày thật sự là rất đẹp nha các bạn nhé. Đó.